hai cái khiển Sony các bác nhá. Hai khiển này nguyên bản nó là nằm trong bộ dàn Sony điện 220 nhưng nó vẫn dùng được cho điện 100 như này. Đây, cửa hàng bấm cho anh em. Đây cục dàn điện 100 nhá. Còn nguyên bản cái dòng này là khiển điện cho 220. Nghĩa là khiển cho dàn 220 thì dùng chung được cả điện 100 và điện 220. Còn khiển mà dùng cho điện 100 thì không dùng được cho điện 220, khiển điện cho điện 100 thì nó nhỏ hơn. Ở đây có một mã là 808 và một mã là 800. Cơ bản là hai cái giống nhau, gần như nhau luôn. Dùng hai cái này chắc đây nó khác nhau chỗ này. Nó đều có nút function đây anh em ạ. Nút function này là nút chuyển hệ tín hiệu này. Đâu, bên này có. Bên này thì nó ghi là tape và CD đây. Nút này là nút chuyển các đường vào âm thanh, CD tape rồi các chức năng cũng như là to nhỏ. Đây. Thì khiển này cửa hàng bán ra là 330.000 một chiếc cả ship luôn cho anh em dễ mua nhá. 330 cả ship này. Cả bấm tắt mở cho anh em xem. Đấy nhá. Và khi quay này thì anh em xem là xem rõ rồi nha. Anh em đừng có hỏi là chụp ảnh như thế nào cho mất việc, làm gì chụp làm gì nữa. Khi các bác hỏi cái mã này cửa hàng bảo còn thì nó là cái khiển cửa hàng quay này. Đây là những cái khiển mà cửa hàng còn lại trong quá trình bán dàn ngày xưa, còn bây giờ không bán dàn nữa thì những cái khiển này còn lại cửa hàng đang nốt bán cho anh em thế thôi, chứ còn không kinh doanh cái mặt hàng này nữa, có nghĩa là không nhập về để bán nữa anh em nhá. Bỏ thì tiếc, nên là đăng lên chẳng hạn có nhiều bác có dàn nên là cũng cần dùng điều khiển mà bác đi tìm thì không có thì cửa hàng đăng lên, thì rất nhiều trường hợp hỏi khiển mà. Đây tắt mở nhá, volume này. Đấy, tăng giảm nhá. Đấy nhá, function này, chuyển hệ này. Đấy. CDMD AUX tuner, nó có nghĩa trên cục dàn nó có cái hệ gì thì cái khiển này cơ bản là điều khiển được. Đấy. Nói chung khi một bộ dàn thì anh em chỉ chủ yếu là to nhỏ với lại function này thôi nhá. Anh em lưu ý là khiển mã 808 và 800, anh em có nhu cầu thì đặt hàng mua vậy thôi, anh em thấy nó hợp với mình thì mình mua. Đấy, cái con này là con 800 này. Các chức năng ok nhá, các chức năng nói chung là nó có hợp đúng với cái bộ dàn nhà các bác không thì nó điều khiển được hết, còn không thì mình phải chấp nhận là chuyển hệ chức năng và chỉ to nhỏ, điều đấy là điều đương nhiên rồi nhá. Đấy, to nhỏ đấy. Đấy, ok nhá.